Thầy Bến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Tèo Vlog nha. Chào cả nhà. Thì lời nói đầu tiên cho Tèo gửi tới cả nhà chúc sức khỏe cho một ngày thật là bình an. Thì hai chồng thì chuẩn bị đi đi rước bé Út cả nhà. Rước bé Út thì hôm nay thì hai chồng Tèo đi quay cái cảnh chợ Trồng Hổm, chợ quê cho cả nhà xem. Dư lát nữa về hai chồng ghé cái vườn hoa kế bên nhà nè, đi tham quan coi có bông hoa nào đẹp đẹp rồi mua ít về chưng Tết. Hôm nay thì cũng hai mươi mấy Tết rồi đó cả nhà. Thì cảnh ngoài chợ thì khác hơn ngày thường ha. Thì mời cả nhà xem có gì khác không nha. Rồi, tôi mời cả nhà cùng đi chợ với hai chồng nha. Hôm nay người sẽ làm tài xế nha. Giờ hai chồng tới chợ rồi cả nhà. Giờ mua ít cá. Thì hết cả nhà. Tốt bự bự. Nó bán không? Bán rồi. Rồi, rồi. Đi lại đằng kia. Chỗ này hết. Gần Tết cái người ta chinh đồ cả nhà, quá trời bên kia. Phía nữa là quần áo nè, áo em bé người lớn, cái này đồ chơi, chơi trẻ em, thâu bông, đồng giá 39k. Bên đó quần áo quá trời luôn, bán đặt trên đường. Đi lại đằng này kiếm mua cá. Ở phía đó là bến xe buýt đó các nhà. Cái này ngãi đây cũng có cá nè, cá Út đủ loại, tôm cút ra từ cả nhà, mới đem lên luôn. Tại vì hiện tại thì nước đang đang gồng sát á, nên cá tôm người ta lên. Giờ này thì giờ học sinh về, xe ngoài lộ thì hơi đông. Giờ này thì bé Út chưa có ra, hai chồng đi đảo đảo nãy giờ quay cảnh chợ chiều cho nhà xem. Học sinh thì
đang bắt đầu ra đó cả nhà. Mình thấy xe thì có đổ ra ở phía này, nó bắn cải quá trời luôn. Bông cải 15 ngàn, bông cải 10 ngàn, bông cải 10 ngàn một ký. Wow, hay nha. Chuẩn bị đón về Úc. Dạ, tèo vô phía trong rước bé Út rồi, là đứng ra chờ đợi. Và đây cũng bán rau cải. Bây giờ thì gia đình tèo lại đi tham quan cái vườn vườn bông kế nhà nha. Thì nãy lúc nãy tèo cũng có vô hỏi ý chủ vườn ở đây rồi, thì cô chú ở đây thì cho quay, thì tèo quay chia sẻ cho cô chú anh chị coi ha. Đi cái này bông này không ra tèo chạy qua chạy lại thấy đẹp quá cả nhà. Cái này là hai bé. À, bông này thì tèo cũng có hỏi chú nói là cái gì, dừa, bông dừa gì em, dừa lạ quên rồi. Hả? Nhưng mà chú nói cái này thì mình nếu mà mình dưỡng là treo khoảng chừng 5-6 tháng luôn, nó chưa quá tàn đó cả nhà. Thì có một số bông tàn thì số bông nở ra ha. Thì lúc đó chú mới về đây trồng thì đi nghe mình tưởng thôi là bông giả không à. Giống bông giả. Lá nó rụng, bông rụng nè. Rồi hình như chú bán mấy bữa nay rồi. Chú gà thì mới xâm nhập vào vườn chú để tham quan. Ủa chú, nãy chú nói bông này là bông gì con quên nè. Rau dừa. Rau dừa hả? Rau dừa mà rau dừa Đà Lạt hả chú? Cái đó bộ đứt dây rồi vậy rất. Chú này cũng lớn tuổi rồi cả nhà. Chồng lớn tuổi, chồng bông khéo, có kinh nghiệm. Đầy kinh nghiệm luôn. Chú là chú nói là chú kinh nghiệm 10 năm hay gì đó. 10 năm mười mấy năm gì hả? À, phía trong đó còn nhiều lắm, hồi tèo đi giáp hết trơn, đi từng loại bông hết trơn quay cho cái nhà thôi ha, cũng như quay cái này quay sương sương tham khảo thôi chứ bông qua thì tèo không có gành tên đó nha. Thì quay cho cô chú anh chị xem rồi cô chú anh chị biết loại bông gì đó thì bình luận cho tèo biết, chứ giờ muốn hỏi chú thì mất công chú đi theo. Qua của chú thì nằm trên mặt lộ của đường Nam Sông Hậu nha cả nhà. Mặt lộ Nam Sông Hậu Đại Ngãi đi vô khoảng mấy cây số ta. Đà Ngãi chạy lên 2 km. Cần Thơ ha. Đường về Cần Thơ. Thì cô chú anh chị nào có gần gần đây thì có mua ủng hộ thì ghé mua ủng hộ chú. Nhiều khi cái ở gần đây nhưng mà chú mới lại trồng á cả nhà. Cho nên nhiều khi người ta cũng chưa có biết. Còn thích đó đó hả? Chú nói chú tâm sự là chú ở nơi khác, chú mướn mảnh đất ở đây, đất. Chú trồng thôi cả nhà chứ không phải là lắm của chú ha. Thì mấy chú cũng thương. Nên Nguyệt chơi trước thì Nguyệt xem rồi xong rồi Nguyệt sẽ ghi vài chậu để ủng hộ chú. Mẹ ơi, hả? Mẹ cho con với Út hỏi một chậu nữa. Con chọn rồi. Chọn rồi đó ha. Rồi, chọn nào hồi có lấy cái đó. Tèo thấy nè, tèo cũng mê quá trời luôn cả nhà. Có một cây mà nó xà xuống ha. Ôi, cây này đẹp hơn cây bé Út đĩ nãy nè. Không, cây con thích mấy cái bình thường cái này xà xuống đọc luôn nè. Này cao nè, vững nè. Rồi cái này chú thì cũng mới mở gào bán mới có mấy ngày này thôi. Nhưng mà chú nói là hổm gà người ta mua nhiều lắm rồi. Mấy ngày nay nhưng mà nó mua hết một khúc này luôn nè. Rồi dài đó người ta lấy lay gai trong đó lấy nhiều lắm ở nhà. Ừ. Rồi chú nói ngày mai ngày mốt gì đó có xe tải lại lấy nữa. Lấy đằng người ta đi bán Tết á. Rồi giờ tài qua phía bên kia ha. Bên đây thì xong cái phần này là qua dừa. Dừa này nó cái lá nó cũng giống dừa cạn tèo trồng chỗ mã ba tèo đi đó, nhưng mà cái lá nó hơi dài hơn nha cả nhà, xem giống hệt luôn. Bé Út chốt được nè một chậu rồi. Bé Út thích bông dừa. Máng đỡ nó đi rồi hồi mình ra rồi tính. Ê, thấy cái chậu kế nó đẹp đó em, chậu kế nó đẹp đó. Con thích mấy chậu đeo lên. Yeah. Thích chậu thơ thích thì kêu chú thơ đấy. Chú cắt cái chạy ở đây hai đứa con gái không hay gì hả? Dạ con hai đứa con gái mà. Rồi qua phía bên kia ha, bây giờ qua tới phía bên đây. Bên đây là bông gì này, bông gì giống bông cúc hả? Cúc này giống cúc Đà Lạt, cúc gì ta, thấy nó lạ, nó không cúc phải như cúc ở đây, cúc gọi là
Cái này cũng đồng tiền. Thầy quay cho cô chú anh chị xem rồi cảm nhận đi. Còn cái này thì chưa nghe chú nói. Quay ra cả nhà cảm nhận đi nha, chứ tèo mấy này là thua nha. Hôm qua tèo cũng không có gành đó. Ờ, con bự đẹp ha. Đẹp đó hả? Đẹp tính lấy nè gì? Trên này là cái gì? Cái này cũng trồng trậu nhưng mà này mà nhìn bông thiệt mà giống như bông giả nè cái nè. Giống như bông giả. Nhìn như quá là giải vậy đó. Bên này thì quay xương xương thôi nha. Cái này chắc ôi một cây mà sao nó ra dữ vậy ta? Cái này nó nở mà, nó nở cái bông nè. 10 giờ mình vậy đó. Mình tưởng nó nhiều cây cả nhà, có một cây trong giữa này ha mà nó xè cái gì nè. Xè quá cái luôn. Nó xè tròn nhìn đẹp ha. Cái khúc gần đó thì bông dừa đó là chú bán hết khúc đó luôn rồi đó. Rồi qua bên kia em ơi. Cái này giảng thọ chú chồng thấy cưng không? Cái này em. Cái lớn rồi nó ra bông nè. Ủa cái này làm như là chú cắm cái đọt xuống chứ đâu phải cây đâu ta. Này như chú cắt cái đọt chú cắm xuống. Giống giống cái đọt mà ngắt khi mà tỉa đọt. Tỉa đọt cắm xuống nó sống nè cả nhà. Chắc là vậy á. Nghe chú này hay dữ ta. Như nhiều khi có thuốc cho nó kiểu là kích thích rễ á. Kích rễ á. Hay quá cả nhà. Vậy mà cũng ra bông nữa. Cái này theo tèo nghĩ là đọt lúc mà chú cắt đọt đang làm bông đó. Cái đọt có thể chú lấy cái đọt chú cầm. Rễ ra dưới trắng hết trơn. Hay quá. Ngày nào để đó. Chú nói kinh nghiệm 10 năm. Đây là này bông cúc gì đẹp ha. Ấy nhãn thọ mà. Nhãn thọ. Hoa mai gì. Đẹp cả nhà, nhìn bông nè. Bên đó thì bông gì thôi. Nhìn thua luôn. Dạ có quảng cáo á. Dạ dạ dạ. Cô nói là quay quảng cáo giùm cô. Cô bông này bông gì á cô? Cát tường. Cát tường. Này giống bông hồng ha. Cát tường. Dạ dạ. Quy chọn cái nào con? Cái này. Tại Quy thích cái này. Rồi giờ tại qua phần bên đây. Cái này là cá tường hả? Cá tường. Cá tường luôn. Chọn cái này cái gì? Cá tường hả? Mà cái này màu khác. Dạ dạ. Cái này là bông cúc. Bông cúc mà con lại chụp hình giùm bà cô đi. Bà cô lớn tuổi rồi không rành xài máy. Cái này là chú nói này là chú hồi nào giờ chú không có trồng bông này mà mới trồng năm nay mà chưa có kỹ thuật cả nhà, cho nên là chú nói trễ rồi, không kịp Tết rồi mà bị nước mặn không hay ha. Chú nói bị nước mặn không hay tưới nước cái chú nói không ngày chú dưỡng. Sao cô không quay đoạn vậy đó, gửi coi nó dễ hơn là mình chụp hình. Mấy đứa con quay cô không gửi nó rồi nó dạ. Thọ nè nó chưa quay. Dạ dạ dạ. Ở đây có cái võng nha. Võng dạ. Đây nằm mà lý tưởng luôn á con. Mát. Dạ dạ dạ. Cái đó mệt mệt đó cả nhà. Ra nó nằm khỏe. Ê cô trồng rau đủ cho nè. Rau ôm rau nhúc. Quá tốt. Bên đây là bông nhãn thọ ha, nó cũng bị chết cày đó nha. Kinh nghiệm mà hả? Cái này qua hướng dương hay gì nè? Hướng dương. Bà lớn ra bông rồi kìa. Rồi giờ mình đi vô clip này ha. Vô clip này thì quay từ clip hết luôn ha. Đi vô từ clip ở đây có bông gì thấy lạ nè. Cái này thì nó bị dèo bọ, chú gom lại để riêng. Còn phần bên đây là đẹp nè. Bông này thì ngay Tết luôn cả nhà. Tết là nó nở đều hết vậy nè. Tèo đều thích Tết mình chưng cái nở đều vậy nè. Nó đẹp hơn là kêu bằng nó nở lai gai. Nó lai gai mình chưng nhìn nó. Ủa cái gì vậy? Này cái gì nhìn lạ. Cây ớt nè. Em ớt gì đẹp vậy? Hả? Mua không? Mua cây không? Mua cây không? Thấy lạ nè. Cái gì ngỏ nè chứ? Mua cây để em bàn chưng nha. Gai để kẹt ớt cho bé ăn. Ớt lạ thì cả nhà biết ớt này ớt gì bình luận cho tèo biết nha. Mấy anh này đều thua luôn. Cây nào đẹp ớt á hả? Dạ, nó màu đỏ. Lựa cây chưa chín á. Nè, cái này nè, cây này đẹp nè. Nè, thấy không?
thấy có cây này trái đẹp nè cả nhà. Để chân giữa bàn. Nè, đó. Thấy không? Ừ. Đây, cây này là lý tưởng luôn. Thấy gì lạ lạ lấy cả nhà. Rồi à, tính tiền cái là bật ngửa luôn. Lấy rất nhiều. Ủa, cây gì lạ lạ. Thì cũng như trước thì quay cho cả nhà xem, rồi sau nữa thì quay đặng mua để ủng hộ chú. Dạ. Đây, chú với cô lớn tuổi hả? Bên đây đẹp hơn kia. Bên đây thì chú trồng một chậu có một cây à. Dạ. Nè em. Ừ? Em coi cái chậu lớn chú trồng có một cây à. Dạ hả? Ừ. Chậu này hơi nhỏ, chậu mình cỡ 80, chậu mình mà chậu mình trồng nó 3 cây chịu cây đâu có nổi. Cũng bự ha. Bông này bự tràn đẹp nè cả nhà. Bông này đầu hỏi chú trồng màu vàng màu cam. Chỉ màu vàng màu cam ha, không thấy màu đỏ ha. Một chậu ra cây bự. Làm như hai cái màu này là bán được nhất hay gì đó, cho nên chú chọn trồng hai màu. Ừ. Rồi, chờ qua clip bên kia ha. Bông nhân thọ này mới đẹp nè. Bị hút hàng hái mấy này lắm. Ở đây hồi xưa là cái vườn nhãn á nha, ta đốn nhãn ra. Cái này ta cũng trồng 3 cây nữa mà cái chậu bự. 3 cây mà cái chậu bự gấp đôi chậu mình luôn. Đi méo này nó không chá mà trời. Quá trời đẹp luôn, bông nở gồ đều gan luôn. Cái lá không xanh mà của mình ha. Ừ. Lá không xanh mà bông bự. Ngộ thiệt. Bởi vì người có kinh nghiệm có khác á nha. Cây bông này nó không có, nó vàng vàng vậy đó, nhưng mà cái bông nó bự mà cái lá thì nó hơi vàng vàng. Cái bên đó thì chú trồng ngoài đất chứ không có trồng chậu. Cái này chú mới tưới còn nước nhẹp luôn. Thì tao lại đây tao quay màu cam cho cả nhà coi nha. Ủa, khúc này xình quá đi không được cả nhà, khó đi quá. Mình nhum lại đi. Cái khúc đó một cam á nè, đẹp ha. Ở phía này thì cũng gần lộ xe, lộ này lộ nhỏ, lộ tẻ. Khúc này đi hết được em ơi, xình không, phía đó xình không đi cũng được cái nè. Đi qua bên kia thì quay xinh xương bên kia nữa. Chắc vậy quá. Phía này chú trồng ngoài đất các cả nhà. Chú nói là ngay gốc nhãn chú không biết chú trồng á, nó bị hư tại vì ảnh hưởng hồi xưa trồng nhãn người ta khiển thuốc cho ra trái, bây giờ ra bông ra trái đó, nhưng mà nó ảnh hưởng tới giờ. Hả? Ở này màu cam, cái này chú trồng ngoài đất thấy bông làm như nó bự vậy ta, bự hơn trong chậu. Thằng này có cái bông gì lạ lạ nè, đây quay cho cái nhà coi. Cây bông nhìn giống như cây rau cần á. Bông gì lạ lạ không à? Có một trời màu trắng rồi kìa cha, màu tím luôn. Ê. Rồi, có rồi mua thì lấy sao vậy cha? Thì con thích nào con lấy đó cái này hả? Cái đó chắc ông chú trồng nữa chắc bứng vô chậu sao? Thảo Quy đi vòng vòng nãy là Thảo Quy chọn được bông này nè cả nhà. Cái này nãy bà cô nói bông gì cha quên. Cát tường. Cát tường hả? Ừ, cát tường. Nhiều quá, nhiều loại quá không nhớ nổi. Rồi, chọn lợn bên này chứ. Anh thấy chậu này nè, có búp có nở nè mà nó đang phân dần nè, không biết lấy cái nào. Vậy hả, chậu này bự vậy đó hả? Ừ, nó bự nhiều cây. Cái này nó nhiều cây nè. Nó đẹp á. Bông màu hồng hay là bông màu tím? Cũng bự. Gì? Hình như cái nó rau cần á. Rồi. Kệ nó đi. Phân dần nữa rồi, không biết lấy màu hồng màu tím kìa. Kìa bên đó màu tím đó. Trắng tím đó. Thảo Quy lựa đồ kỹ lắm cả nhà. Mua cái gì cũng vậy. Vô phân dần nó, bông này chậu nó đẹp đó. À chậu mới vịnh á. Ừ. Ồ mà nó không được tròn ha. Nó đẹp mà nó không được tròn. Không được. À, cái đó phải này được, nó tròn đúng đẹp. Cái này nè mẹ, này cũng đẹp lắm nè. À mấy con lấy cái này nè Thảo Quy. Cái này tròn nè, mà cái này chỉ mới có một bông nở thôi. Hả? Cái này cũng đẹp lắm mẹ cho. Thấy chậu này đẹp nè, chậu này tròn. Ừ. Lấy chậu này đi rồi thêm chậu lên đi là hai chậu luôn Quy. Hai chậu luôn. Mẹ cho lấy hai chậu luôn kìa. Vậy con thì sao? Con cho hai chậu luôn đó. Yeah. Hai đứa con Tèo cũng thích bông hoa vậy lắm nha. Rồi chọn được chưa? Cha thấy cái chậu cha lấy là chậu nó đẹp đó. Chọn. Con dịnh cái chậu á, đừng có
Búp á, búp nhiều lắm á, búp nhiều hơn bông nở nữa. Nè cái này đẹp nè cả nhà. Đó. Sao chịu không? Chịu thì lấy. Nè có búp có nở là thấy không? Cái màu tím cái lá nó vàng hơn cái này. Vàng về tứ phân vô. Phân. Rồi mấy lửa cây xanh đi. Cây xanh thì nó. Rồi chịu không? Chịu cho bỏ riêng ra. Cái cây nó nghiêng á con thấy không? Ok, lấy cái này. Rồi con để này đi, để lên nghe. Để ra đất chỗ bằng bằng đó đi. Ở đây cũng có mấy người lại mua bông nữa cả nhà. Đó, cho con chậu nó đó lựa đi. Vậy vậy hả? Hả? Cái chậu đó đẹp đó. Ê. Nhưng mà tứ phân nó xanh không? Không biết nữa. Cái này nó muốn chết rồi nó. Còn mấy em lấy chậu này nè. Chậu này cũng đẹp nè. Chậu này xanh hơn chậu đó. Vàng cái phân. Vàng không biết. Anh đâu có biết mấy cái này đâu. Bên tròn đẹp á. Cái này vàng. Cái này cũng tròn nè, mà cái này nó ít bông hơn sao đó. Sao nó vàng đi vậy? Ừ. Cái này hả? Ừ. Nó cũng xanh á. Nè, chậu này xanh tới gốc luôn nè. Rồi. Đẹp á. Mẹ chậu giùm luôn rồi kìa. Rồi, để tao quy lửa lâu kìa, phải không? À, ừ, chọn nào lấy đi. À, béo kinh đựng chậu nữa đó. Trời thì giờ cũng sắp tối cả nha, mà trời sắp lặn nè. Cũng trồng rau cành cua, hành, trồng rau để dành ăn. Rồi cái chậu nào nãy em để bên kia đó lấy qua luôn đi, cho cô tính tiền luôn. Có chậu đó nữa hả? Hả? Cọc dây làm dấu hay không? Dạ. Cái bông nó đẹp, nhìn như bông giả. Giả hả? Giống bông giả. Mình nhìn sơ ý thôi, nó bông giả mà. Vô không biết bông thiệt. Dạ. Anh thấy này đẹp nè. Em muốn lấy màu đỏ hả? Thì lấy màu này nhưng mà cái đó trông chơi hơn kìa, thấy không? À. Cái bông đó này giống cái này. À, đúng rồi, đúng rồi. Cái đó đó. Chơi. Hả? Cái bông kia cũng giống bông này nhưng mà nó có màu vàng đỏ nhìn kỳ dữ vậy chứ. Sao con không đi đường kia? Dạ. Đường đó sao ra? Nè. Trời ơi, hay quá ha. Đóng thủy đẹp chứ. Ừ, ngoài này em lựa đi vô tới. Đứng đây thấy trong đó đẹp. Ừ. Hay quá. Chứ hình, do hình là đẹp bởi vậy nãy em đi nít giờ sao nó hay quá là muốn lấy người hại đó. Nó tròn đẹp. Giờ gia đình Tèo về tới nhà. Em nha. Xổ ra. Cái này nhẹ nhẹ, cưng như chân ngỗng. Quá trời. Cũng chưa tới cả nhà thấy người ta bán mình. Ê, giúp mình mua trước á, đặng mình lựa. Lựa cái đẹp. Cái đẹp. Cái bông của con bự hơn con. Bông này thì quyết định là treo ngay chân vàng thân lý ha. Treo ở chỗ vàng đầu á. Rồi Tết mình mới đem ra phía trước ha. Mới làm cái dây phòng phía trước ở nhà treo. Còn mấy cái chậu mà không có dây thì tập trung để chung với bông của Tèo luôn. Ồ, bé Út lựa hả? Đẹp như vậy. Cái này là của Thảo Quy lựa ha. Bé Út đâu vậy anh trai? Đây. Cái này là Nguyệt lựa ha. Ba mẹ con ba chậu. Hai chậu này thì cũng của Thảo Quy nữa ha. Nhưng rồi cái nào có dây xách lên kia máng đi. Rồi anh xách tiếp cho. Ông bà cô chú nhận xét cái chậu nào đẹp nhất nha. Không, cái không có dây con để lại đi Út. Hả? Lấy cái có dây kìa. Con cầm qua đây lên con làm. Con gỡ đi ha. Hồi nãy lấy cái ớt rồi đâu có lấy gì. Chết mò ai. Quên cái ớt rồi. Để ngoài mà quên bưng rồi. Rồi, đổi ý định rồi. Dài đó. Dài gì cho nó đẹp. Ngắm dễ nhìn. Đây mấy chậu lan nè. Lan nè, không biết săn sóc cái nha. Càng ngày thấy nó càng tệ. Cũng tươi nước lắm. Rồi lại sắp bông kia. Xịt bông kìa, bông mới mua kìa, không có lo xịt củ sắn. Có cần lấy gạch để giống như anh để cái dương không? Không, thấy để đại đi. Anh mấy cái chậu hướng dương anh tính lấy gạch ra nữa. Vậy hả, sao vậy? Để cho gạch làm như thấy nó hơi bị hóc. Này nữa nó nở nè, bông này màu tím cả nhà. Chú nói cái bông nó khó trồng. Nào. Cái bông nó khó trồng. Khó trồng. Ừ. Nói bán này được giá vậy lắm nhưng mà khó trồng lắm. Chú nó khó ăn. Chú thịt cho bông hoa có trồng cha. Không không sao. Cha có hỏi trồng không? Thì hỏi thì ông chú chỉ rồi đó. Ông chú đó là tới 10 năm lại con.
mình hỏi thì hỏi, nhưng mà ta chỉ thì chỉ, nhưng mà mình cách chăm sóc của mình khác nữa. Nói mỗi người là mỗi một kỹ thuật khác nhau, đâu có ai đâu phải ai cây trồng cũng được kết quả tốt đâu. Rồi bây giờ xong cái phần bông. Quá trời đùng. Giờ ông xã mình phải bắt cái ghế cao lên ăn bẻ đậu gồng vô làm cơm ăn cả nhà. Đợt này có 4 5 ngày nữa. Hồi chiều thì mình có đi chợ mua được một ít cá út ha. Về mình kho mắm, rồi mình chấm đậu gồng với bông súng nè, với cắt thêm trái bầu nữa. Bẻ tiễn thôi. Cái đùm này cả 2 ngày nữa. Trời chiều cũng gần tối rồi đó. Ngày cơm tối nữa cả nhà. Màn ảnh cũng hơi tối cả nhà. Cái nhà xem thông cảm nha. Con muốn xịt thì xịt đi con. Nhiều quá vậy ta. Tại vì trên cao nè, bé không tới nè. Cô chú chị kêu cắt cho lùng xuống. Đậu gồng mình cắt đỏ đã hương luôn đó nha. Đợi nó ra đợt mới lâu lắm. Cái đi chịu khó bẻ đi. Nó, em thấy nó bò chót chót xong cái nó quặt đọt xuống. Đúng rồi, chứ nó không có lên cao quá trời luôn. Có ngày qua không bẻ, ngày nào không bẻ chứ, ngày qua không bẻ. Cho nên bên đây nhiều nè. Nhiều hồi chấm mắm ăn. Tiễn tiễn thôi. Mời mời mẹ tiếp. Ồ, cái đùm nó quá trời luôn rồi. Mà trái thì chưa có bự. Rồi cắt trái bầu luôn ha. Ừ. Cắm rồi. Cắm. Cái bầu xấu này đi ha. Trái bự đi. Ừ. Này vừa ăn. Trái bự này vô ăn này. Nửa trái à, nhưng mà trái bự thì nó bự thì mình bẻ mình ăn. Rồi, bé út thịt rồi đó hả? À, bé út từ đây tới Tết là chăm sóc hoa nha con. Bé út thích lắm cả nhà. Mua về xịt rồi đó. Xịt gì là hoa nó tốt lắm nè, nó không có dư nước. Bây giờ thì vào bếp làm cơm ăn. Đây mẹ. Chào cả nhà nha. Thì Nguyệt mua được một mớ cá út nè. Mình cũng làm rửa sạch để gáo nha. Rồi cái đi mua hoa về. Bây giờ mình vô bếp mình làm cơm ăn. Thì mẹ ở nhà thì mẹ cũng đã nấu mắm rồi, mẹ lượt xương bỏ ra cả nhà. Với mẹ bầm xả này ha. Với Nguyệt có cắt trái bầu nè, với được mớ rau ăn sống ha. Đây là đậu gồng nè, với cắt ít rau thơm, với mua thêm cây cải với dưa leo ha. Thì chút xíu nữa ông xã Nguyệt đi cho bò ăn xong rồi về hái thêm một ít bông súng nữa thì mình chấm mắm kho ha. Thì hôm nay mẹ Nguyệt sẽ vô bếp để làm. Mời cả nhà vào bếp để làm cơm với hai mẹ con Nguyệt nha. Giờ mình xào xả ớt. Mình thêm dừa, trái dừa nhỏ vậy rồi tối rồi mình nấu đủ ăn thôi, nhiều quá ăn cho nó sôi lên mình thả cá vô. Giờ mắm nó cũng sôi ha, mình thả cá vô. Ít nước rồi, dạ được rồi. Gia vị này vô, này đường cũng ngọt, điểm nào cũng vừa ăn thì mình hết thêm thêm. Tại vì mắm nó mặn rồi. Giờ mình để thêm bầu vô ha. Mắm mà kho bầu ngon lắm. Giờ cá chín nó bầu nó cũng chín. Mình nhặt xuống dọn cơm ăn. Rồi bữa cơm gia đình tao đã chuẩn bị xong. Tao mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Mời bà nội, cha, mẹ, mời cô chú ăn cơm. Sao nay dư đũa ta? Dư đũa. Em tưởng của anh chưa có. Ê, dư để đó đi. Dư đũa là có khách. Để phòng hờ với Út gớt. Mắm cá Út kho. Nè. Út kho mắm. Nè, mắm kiểu mới. Nè, nha. Mỗi người dĩa tắm luôn. Nguyệt mời cả nhà ăn cá Út kho mắm nha. Rồi, mời cả nhà nha. Cá kho mắm. Cái gì gào, nhìn thấy thèm cái nha.
bông súng nè, rau rồng, cá tương xanh, rau thơm, dưa leo, cải. Cải này như em mua cải này, cải bắp thảo hay gì ta phải không? Em không biết nữa. Cái hầm xôi. Dạ, yeah, à cái mầm thảo nó cũng đắt. À phải à, cái mầm xôi. Cái hầm xôi là nó dúng dúng lên hoài nó không đắt. Thích nhất cái cải này chấm với thịt heo kho rượu cả nhà. Ừ. Ăn ngon cực kỳ luôn. Cái này ăn giòn. Ủa cái đây là cái gì mà ăn béo béo đi cha? Sốt. Cái út thắng này béo. Cái này là cá béo. Cái út ở đây nè. Bữa nay mẹ cho bé Út ăn cá Út luôn. Trời nó quỳ ngốn. Hôm nay sẽ ăn gì cũng ngon. Ngon cả sướng dữ lắm ha. Ủa cha, cục này cục gì vậy cha? Cái đó hả? Cái đó cha cũng biết cục gì. Ăn bóng. Ăn béo béo tốt nha. Béo. Mẹ nó nhận cơm nha. Cốt ăn đầu ngon. Béo. Đầu béo. Cá này béo. Đậu mềm. Con kho này ăn hoài ăn không chán. Ăn này bữa ăn là cái gì rất ngon bình thường. Mắm chưng, mắm kho, cái mắm nào ăn cũng ngon. Không mà con cá Út này là chỉ có kho mắm mà ngon. Tốt với con cá ăn cái gì? Cá ăn hờ. Cái hơn cá chèn làm gì kho mắm nè ngon. Lần hơn kho mắm ngon, ngon hơn kho tiêu. Em vừa ăn lần hơn kho mắm ăn tốt rồi. Nào kho mắm mua cá bự á. Cá cỡ bằng món là cái vậy. Ừ, cá hơi bự ăn béo chứ. Cá lần hơi ngày xưa cha. Cá này ngon quá trời. Em ăn cá lần hơi nhỏ ăn kho xả ăn luôn xương được. Cá bự mới gỡ xương. Cá làm hơi ngày xưa mà. Dạ. Cá làm hơi. Sao con? Hỏi mẹ có mua con bự không đó. Cá hơi cũng giống con cốt vậy nè. Nhưng mà nó bằng ngón tay á. Bằng ngón tay thôi. Không thấy nữa. Cái mắm nó không biết. Cá làm hơi theo mùa mới có. Bữa cơm gia đình Nguyệt cũng đã xong. Nguyệt cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay của gia đình Nguyệt nha. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Chào Nguyệt, chào cả nhà. 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 Chào cả nhà.